Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hôm nay chúng ta chia sẻ nghiệp phá thai có đáng sợ hay không? Đáng sợ lắm quý vị. Nên dạy con cháu của mình nên tránh việc này. Vì khi phạm vào việc này khó có được hạnh phúc. Vì những đức ở trong chùa rất nhiều người đến và gặp mình nói về nghiệp sát sanh và phá thai này, khó có được hạnh phúc lâu dài. Và gia đình thường lu bu lộn xộn, vợ chồng sống không được hạnh phúc, con cái ngộ nghịch, và đến lúc rồi mình thường gặp ác mộng. Vì nghiệp phá thai là giết người. Nếu con đến mà báo ơn mình mà giết thành báo oán, mà con đến mà báo oán thì mình giết nó thì nợ chắc chồng. Giống như câu chuyện những đức mà thường kể, Ngộ Đạt Quát Sư giết lầm một người thôi mà theo 10 đời để chờ cơ hội báo thù, đó là bậc cao tăng. Không chi một người phàm phu bình thường mà khi phá thai 2-3 lần. Việc này quý vị có tin hay không tin gì thì cũng nghe được và chờ thời gian. Giống như bản thân của mình, đừng nói là ai quýnh mình, ai nói động mình là mình đã tức. Ai chỉ cần nói một câu gì xúc phạm mình là mình đã nhảy đông đỏng lên, mình muốn ăn tươi nuốt sống ra. Chi mà nói đến cái chuyện mà giết mình. Cái tâm mà hận thù nó ghê lắm. Nó mới nói rằng là trong địa ngục mà không có ngày ra là vì hận thù. Bị đánh, bị giết rồi sanh ra hận thù, mà trong địa ngục không có ngày ra. Trong lò quỷ đạo lâu vậy như vậy là do tham mà ra. Lòng tham cấu kết nặng nề không dứt, nên trong quỷ đạo lâu như vậy, trong loài súc sanh thời gian lâu như vậy là do ngu si mà trong loài súc sanh lâu như vậy. Nên mỗi một con người mình đến với cuộc đời này, mình luôn luôn mong muốn được bình an. Mà mình đem cái sự bất an cho muôn loài thì việc này mình khó thế nào có được cái bình an lắm. Nên cái người nào mà mang cái nghiệp phá thai thì cả vợ lẫn chồng đều chịu quả báo ghê lắm. Trước mắt đó là gia đình quý vị làm ăn không phát triển được. Dù có phát triển nó cũng xảy ra những vấn đề về gia đạo lộn xộn. Và con mình nó một ngày nào ngỗ nghịch ghê lắm. Nên từ nơi đó mà người mà đã mang cái nghiệp phá thai, quý vị mỗi ngày khi nghe gì không phải là để sợ, để lo, mà nghe như vậy để mình có phương pháp. Phương pháp đó là khi đủ duyên gặp một người nào nói về cái nghiệp phá thai của mình nó đáng sợ, nói về sự bất an của nội tâm, nói về sự lo âu của mình, đừng nên làm việc đó. Dạy các cháu còn trẻ đừng nên dính vào nghiệp này. Rồi bản thân của mình có phương pháp dưỡng tâm lại. Phương pháp dưỡng tâm đó là từ hôm nay nghĩ thiện, làm thiện, nhớ Phật, niệm Phật,
Rồi sự khổ đau gì đến với mình, nghĩ rằng mình đã tạo tác cho người ta khổ và mình phải chịu khổ. Nên vui vẻ, nhớ Phật niệm Phật, nhớ Phật để dưỡng tâm quý vị. Chữ Phật là chữ giác ngộ. Chữ giác có nghĩa là mình buông xuống những cái điều mình không vừa lòng, không vừa ý. Dưỡng lại cái tâm của mình an lạc, vui vẻ, nhẹ nhàng. Nên á, mỗi một con người mình đến với cuộc đời này, quý vị cứ bình tĩnh ngồi suy nghĩ. Mấy mươi năm ngắn ngủi ở cuộc đời này, nếu người không nghe đạo, không hiểu đạo sâu sắc, thì nghĩ rằng mấy mươi năm đó tại sao mình không hưởng thụ, sao mình không sống cho thoải mái. Nhưng người học Phật sâu sắc thì sự hưởng thụ và tạo nghiệp chướng đó, mấy mươi năm chúng ta lại chịu sự khổ đau dày dò trong tam đồ ác đạo, thì mình không chọn. Nên bản thân mình mới chọn dưỡng tâm. Dưỡng tâm là cái đặc biệt nhất. Thì đời đời kiếp kiếp mình luôn luôn có được sự bình an khi sanh đến bất cứ một quốc độ nào. Con người ta thường, người ta không tin địa ngục, không tin ngạ quỷ. Nhưng trong tam độ ác đạo hiện trước mắt cho chúng ta có một cái thấy là súc sanh. Súc sanh là bao nhiêu con vật gì? Đó là loài súc sanh đó, là hiện cho chúng ta thấy. Nên đã có súc sanh thì chắc chắn phải có địa ngục và ngạ quỷ. Đây là điều là sự tạo tác, không biết dưỡng tâm của chúng ta mà sanh đến. Nên mỗi một con người mình chỉ cần mình muốn sự bình an thì đừng đem cái bất an đưa cho người khác. Nếu mình đem cái bất an cho người khác thì mình sẽ lãnh chịu cái bất an chắc chắn. Những đức thuyết Phật pháp hay, Phật pháp đã cho mình được cái lối sống rất bình an và cho những đức một cái góc độ một con người sống không sợ bệnh, không sợ già và không sợ chết. Tại vì sao? Những điều này quy luật tự nhiên đều đến với mình, có sợ cũng đến. Nên sống rất bình thản, sống những ngày tháng bản thân mình làm được những việc tốt gì thì cố gắng làm, tránh tối đa những việc tổn hại người khác. Nên có những người ngoại đạo, người ta cũng rất thông minh đó. Ví dụ như người ta nghĩ ra những cách, những người nào nổi bật, những người nào có sức ảnh hưởng thì người ta hạ uy thế, hạ uy tín. Cách này rất thông minh đấy. Cái cách hạ con người đặc biệt nhất đó là hạ uy thế, hạ uy tín. Đem những cái điều xấu của họ, cái gì xấu của họ tung lên để hạ cái uy tín của họ. Đây là cách rất thông minh để diệt một người. Nhưng mà chính bản thân của họ cũng không biết quay lại nhìn họ. Vậy thì bản thân họ tại sao không thạo uy tín? Mình hạ uy tín người khác, vì sao mình không thạo uy tín? Mình biết hạ uy tín người khác là hạ bệ người khác, vì sao mình không thạo uy tín? Tính từ một gia đình, một gia đình cha mẹ nếu mất uy tín, không lo được cho một gia đình, không dạy dỗ con cái đàng hoàng, không tạo cuộc sống cho một gia đình ổn định, quý vị sẽ mất uy tín với gia đình quý vị. Lời nói quý vị không có trọng lượng. Tính từ một gia đình, tính tới đoàn thể và tính cho cả một đất nước. Nếu như quý vị muốn có tất cả thì từ hành động việc làm của quý vị là cái rất quan trọng. Lời nói không cũng chưa nói lên gì. Cái hay nói cũng chưa đặc biệt bằng cái hay làm đâu quý vị. Ví dụ như Nhân Đức là người bình thường thôi, tại sao nhiều người rất quý trọng Nhân Đức, tung hô Nhân Đức? Quý vị có dùng cách nào thì người ta vẫn quý trọng và tung hô. Vì sao? Vì nhiều việc làm Nhân Đức xác thực.
Đây là một bài học rất đáng giá cho cuộc đời của mình. Như vậy thì mỗi một đoàn thể, mỗi một cương vị coi là hành động việc làm của mình. Con người ai cũng thông minh quý vị. Bị dùng sức lực để đàn áp người khác. Bị dùng sự thông minh của quý vị để làm một điều không phải, nghĩ người ta không biết, không phải đâu. Người ta biết hết. Khi người ta đã bắt phục thì tổn hại lớn vô cùng. Tác hại lớn nhất là bắt phục. Người ta không phục mình là do hành động việc làm mình đi ngược lại lời nói của mình. Đây là nguy hiểm. Nên những đứa coi một câu chuyện ngày xưa, khi một người làm quan mà mắc lòng với cái nơi ông quản lý thì sau này người quan khác đến, ông nói gì người dân nơi đó cũng không tin. Cuối cùng ông đưa lên một kế hoạch để lấy lòng người dân, lấy lòng tin lại. Khi ông đưa ra một việc đó, người dân không ai tin, trong đó chỉ có một người thí nghiệm thử một lần. Cuối cùng ông làm đúng như lời ông đã nói, tức khắc mọi người tin tưởng ông. Nơi quản lý của ông rất tốt, rất tốt. Thì biết rằng chùa mình có hơn 2.000 người trong mấy điểm chùa những đức coi. Người gặp những đức đều mừng rồi vô cùng quý trọng đa phần. Trong đó thì cũng không phải hoàn toàn hết. Có những người vẫn không hiểu gì nghiệp duyên mình đến với cuộc đời này thì cũng có. Số người rất ít cũng không thích đi, dù mình lo cho họ. Nhưng mà đa phần người ta rất quý thương những đức. Đó là sống cùng trong một ngôi chùa. Sự gần gũi họ đều cảm nhận được. Mình quan tâm lo lắng cho họ bằng cả tấm lòng của mình. Đây là chỗ quan trọng nhất. Nên cái mà người thông minh thiếu đức họ làm đó là muốn hạ bệ một người nào đó là hạ uy tín. Đây là điểm rất thông minh. Hạ uy tín là điểm rất thông minh. Nhưng nếu gặp những người thông minh thì người ta sẽ phân tách ra. Phân tách ra cái gì? Quý vị đều nói người này xấu. Vậy thì tại sao con người này họ lại xấu như vậy? Cái gì họ cũng xấu. Mà họ được nhiều người quý trọng, quý mến. Và họ làm được rất nhiều việc như vậy. Vì sao con người này đều là xấu hết? Quý vị phải thông minh. Phân tách ra được chỗ này. Cực kỳ thông minh. Cái thiện và cái ác nó đều cân bằng. Cân bằng. Giống như có những cái cây rất chỗ hoa đẹp, nhưng có những cái cây cũng rất là xấu, không có hoa. Một chậu hoa chúng ta cắm, chúng ta lựa những bông hoa đẹp chúng ta cắm, nhưng trong đó cũng không thiếu những cái cành lá để kèm vào. Trong một khu rừng, dù là khu rừng xanh tươi, nhưng trong đó cũng không thiếu những cây không được đẹp và gai góc. Nó đều là nằm trong sự cân bằng mấy vị. Một con người mình có thể đưa họ lên những điều xấu. Chúng ta là người thông minh và nghe được. Chúng ta hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ. Họ toàn bộ xấu sao? Trong bàn tay chúng ta có ngón dài, ngón ngắn quý vị. Nhưng cũng trong một bàn tay. Chúng ta chọn một ngón đẹp thì những ngón xấu kia hôm nay chúng ta chặt bỏ ra. Nhất định phải có ngón đẹp. Một con người đều có thiện và có ác. Nếu như đánh giá họ hoàn toàn là xấu, như vậy thì góc độ người này quá tiêu cực. Quá tiêu cực. Nếu đánh giá họ là xấu thì quá tiêu cực quý vị. Thì công nhận không? Nên mình là người văn minh, người thông minh, người có học thức, người hiểu biết. Đánh giá một người phải xem rộng rãi vì hành động việc làm của họ. Nếu không khéo mình càng gây sức ảnh hưởng cho người đó càng cao thêm. Vì sao? Nhiều người biết người đó. Một số người không hiểu thì họ cũng chửi mắng người đó. Nhưng làm cho người đó nhiều người biết thêm. Nhiều người biết thêm. Khi nhiều người biết thêm người đó, người ta sẽ tìm hiểu người đó.
Khi người ta tìm hiểu người đó, người ta thấy việc làm người đó, lúc đó người ta mới thật sự càng tin tưởng người đó. Thì quý vị biết rằng có những cái xấu mình cho nó là không hay, nhưng dưới góc độ hiểu biết thì cho nó là hay. Một là gì? Trong nhiều người biết mình sẽ sàn sảy bớt đi, cũng là kết duyên rồi. Còn những người không biết mình thì cơ hội cho họ biết mình. Đây là cái rất hay. Nên tại sao buổi nào Nhật Đức cũng nói chuyện hoài với quý vị? Vì sao? Vì những đem những tư tưởng này truyền tải để cho quý vị nhìn nhận. Dù thiện hay ác gì cũng tốt, quý vị đều có góc độ nhìn nhận. Những điều Nhật Đức nói quý vị phải đi rất quan trọng. Đó là trong cuộc đời này đều có thiện và có ác. Có trái ngọt thì phải có trái đắng. 100%. Có người cao thì chắc chắn có người lùn. Có người mập thì chắc chắn phải có người ốm. Quy luật nó là như vậy. Từ nơi đó không thể nào hoàn toàn mập, không thể nào hoàn toàn là ốm, không thể nào hoàn toàn cao, mà cũng không thể nào hoàn toàn lùn. Nguyên lý này là 100%. Từ nơi đó mà đánh giá một con người hoàn toàn họ là người sai. Khi họ có một tổ chức, họ làm những công việc như những đức, một bài pháp những đức giảng, mấy chục ngàn con người ta ngồi, quý vị đánh giá những đức hoàn toàn ông này là sai. Cắt một câu ngắn ngắn, quý vị là người cực kỳ thông minh, quý vị là người rất có học thức, quý vị là người rất hiểu biết. Không lẽ quý vị lại quyết đoán bằng một cách dội dàng như vậy sao? Quý vị xem người này, bao nhiêu con người ngồi dưới đó họ thua quý vị hết sao? Họ không thông minh bằng quý vị à? Họ không thông minh bằng quý vị sao? Nên từ nơi đó, mỗi một con người của mình phải có góc độ nhận thức. Vì mình sống trong một cái xã hội văn minh, thông minh mà quý vị. Quý vị cũng có học vị, có học thức, thì có sự hiểu biết. Nên từ nơi đó, đã là có được sự hiểu biết, thì con người mình phải mở rộng phạm vi để nhìn nhận. Bao nhiêu con người ngồi với nó, mấy chục ngàn con người, họ dạy quý vị à. Họ đi nghe những lời tầm bậy để họ tung hô sao? Có chính bản thân mình có khi cũng chưa bằng những con người ngồi dưới đó. Đừng nói đến con người ngồi ở trên. Một con người có thể thu phục nhân tâm của bao nhiêu con người đến với họ, chắc chắn họ phải có một cái gì đặc biệt. Chúng ta học tập đừng bao giờ chỉ nhìn vào mặt trái quý vị, mà phải nhìn vào mặt phải. Và đừng bao giờ hoàn toàn nhìn vào mặt phải, mà chúng ta cũng phải nhìn được mặt trái. Đó là góc độ học tập rất căn bản. Nhưng Đức tin chắc rằng quý vị là người rất thông minh, quý vị là người rất hiểu biết. Nên quý vị cũng đừng nên quá dội dàng để kết luận một sự gì khi nhìn qua hình thức. Nhớ kỹ, đừng bao giờ kết luận một sự việc quá dội dàng khi nhìn qua hình thức. Nên bản thân của những đức dùng cách để đối trị bằng điều làm rất đặc biệt trong nhà Phật dạy. Quý vị càng nghĩ ác về những đức thì những đức càng muốn làm thiện. Quý vị càng nghĩ xấu về những đức càng muốn làm tốt. Và càng muốn làm tốt nhiều thêm. Hai điểm đó đối trị rất đẹp lời của Phật dạy. Đa phần con người khi không hiểu biết, người ta tác động ác với mình sẽ tác động ác với người ta. Nhưng những đức để cho cái tác động ác đó là của quý vị tự tạo và tự đến. Vì tác động ác, những đức tác động thiện. Đây là cách xoa dịu. Mình là người thông minh quý vị. Trong cuộc sống một gia đình của mình, hai vợ chồng một hai đứa con mình đã lo quá nhiều và vô cùng vất vả. Và chúng ta tính qua ra rất nhiều cách để kiếm cuộc sống cho một gia đình của mình. Một nơi bao nhiêu ngàn người ở, bao nhiêu người già đến, họ có thể làm một video để chặt phá và hạ bệ khi những đức nuôi người già. Thí dụ, thầy nuôi người già phải là để thầy đưa người già ra để mà thầy trục lợi hay không? Quý vị hãy tìm đến đây và quý vị hãy làm việc đó đi. Quý vị hãy làm việc nuôi người già để trục lợi đi. Quý vị thử đi làm mướn cho người ta nuôi một người già để lãnh lương đi. Quý vị sẽ biết. Và trong đây rất nhiều người thông minh. Không ai đi nuôi người già công không để cho bản thân nhà Đức trục lợi đâu. Và quanh năm suốt tháng nhà Đức cũng không đi chơi ở đâu.
Thí dụ như có khi họ đưa những đức lên những lời, tại sao những đức thường kể những điều ngày xưa những đức xấu? Quý vị có kể điều xấu quý vị không? Quý vị luôn luôn đánh bộ mặt quý vị lên đẹp, quý vị đâu có chịu đưa bộ mặt xấu ra đâu. Tại sao hôm nay những đức học Phật, những đức nuôi bao nhiêu người già, những đức lại đưa bộ mặt xấu ngày xưa những đức ra làm chi vậy? Mình là người thông minh phải hiểu. Vì nhiều người trong cuộc đời này chúng ta xấu quá, nên những đức đưa bộ mặt xấu ngày xưa ra để cho quý vị nhìn nhận ông này ngày xưa ông rất xấu, ông rất tệ, mà bây giờ ông còn học Phật được và còn làm thiện được. Tại sao quý vị không thông minh nghĩ chỗ này? Vì đâu có ai chịu đem bộ mặt xấu ra đâu. Quý vị đa phần đều đánh bộ mặt đẹp mà. Tốt thì khoe, xấu thì che. Nhưng tại sao những đức lại đưa cái xấu ngày xưa ra? Mà họ lại cắt những điều những đức nói, những đức ngày xưa nói, những đức xấu này kia, những đức cắt đưa cho quý vị coi. Quý vị vừa coi là quý vị đã đánh giá một con người. Tại sao quý vị dõi dàng đánh giá một con người khi qua bộ mặt và hình tướng quý vị? Thông minh mà quý vị. Nên con người phải có góc độ cực kỳ sâu sắc, hiểu biết phải sáng suốt. Hãy đi tìm hiểu mở rộng ra, đừng để một số ngoại đạo chặt phá tùy tiện. Mình là con người cũng đừng để cho người ta dội vàng quay mình như trong chốc. Một hai lời nói cắt ghét, không nói lên gì cả. Đó là điều giúp cho những người có tiếng tâm càng tăng cái tính tâm. Nếu như người đó làm không đúng, làm sai, làm xấu, thì tự họ đi xuống. Quý vị khỏi càng đè họ, họ cũng đi xuống. Vì nhiều người đều nhìn thấy họ, biết họ. Họ phải làm việc gì lợi ích kìa, người ta mới đến với họ. Quý vị là người thông minh, quý vị sẽ không bao giờ đến với một người mà không bao giờ được lợi ích. Công nhận không? Quý vị sẽ không bao giờ đến với một người mà không bao giờ được lợi ích. Nếu như không được lợi ích, quý vị sẽ không đến nữa. Như vậy thì người ta đến, chắc chắn người ta phải được lợi ích. Đây là điều 100%. Mình hãy rất thông minh đi quý vị. Hãy sống và làm những việc mà cảm thấy mặt mình ngước lên. Đừng nên làm việc sau lưng người khác. Con cái mình, gia đình mình, con cháu mình sẽ như thế nào khi biết mình là ông bà cha mẹ người khác, làm những việc chặt phá sau lưng người khác, châm thọt người khác. Đồng tiền này không nên kiếm quý vị. Nếu quý vị là người thật sự thông minh, đừng nên kiếm đồng tiền này. Những đức là người không có học gì đâu quý vị, nhưng cũng biết mình nên làm gì và nên sống như thế nào trong cuộc đời mình. Nên từ đây cho đến hết cuộc đời, những đức sẽ sống rất tốt, sống rất là vui, dù có tất cả và mất tất cả, mình vẫn sống rất tốt. Vì mình hiểu lối sống, sống như thế nào để sống cho thật tốt. Mong quý vị hãy thông minh một chút, hãy nhìn nhận sự việc mở rộng ra một chút. Như hôm qua Nhà Đức vừa tổ chức chương trình khiếm thị, quý vị hãy coi. Và mỗi lần Nhà Đức tổ chức chương trình khiếm thị, quý vị hãy đến coi, hãy đến tặng nơi chùa này để coi. Đừng nên thấy một hai đoạn cắt ghép vội vàng kết luận. Quý vị hãy thử làm một công việc gì đó quan trọng một chút, lo cho anh hai ba người, năm mấy người vậy đó. Đừng vội vàng. Đây là những điều chia sẻ có mang tính chất căn bản. Nhớ căn bản giữa thiện và ác. Những đứa không không hoàn toàn nói thiện, những đứa không không hoàn toàn nói ác. Nhưng những đứa nói thiện cũng tốt, ác cũng tốt. Mỗi một con người đều có cách lý luận. Quý vị hãy lý luận về cái của chính quý vị. Còn những đứa có quyền lý luận về cái của chính mình, nhưng không đụng tới tên tuổi của ai cả. Tự mọi người mở rộng ra lối học tập. Chúc quý vị an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Quý vị cố gắng niệm Phật. Niệm Phật rất tốt, giúp cho mình thông minh, sáng suốt và bình tĩnh. Nam mô A Di Đà Phật.